Tập 28. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa. Hai điện hạ, hôm nay tới tìm ta rốt cuộc là có chuyện gì? Ta có chuyện gấp, đặc biệt đến tìm Cổ Nhi cô nương. Xin lỗi, hôm nay Cổ Nhi nhiều việc lắm, không rảnh. Chúng ta đi. Ta... Điện hạ, Cổ Nhi, ta còn chưa thay đồ. Cô vào trong tay. Cổ Nhi, muội không ra ngoài thì quá tốt rồi. Dương gia cũng ở đây à? Thiên Dận ca, có chuyện gì thế? Hôm nay hoàng hậu nương nương mở tiệc ở Ngự Hoa Viên, đặc biệt cử người tới đốc trai vệ chuyển lời gọi muội qua đấy. Nhưng hoàng hậu nương nương mở tiệc thì tại sao lại bảo ta tới? Hôm nay hoàng hậu nương nương mở tiệc, rất nhiều hoàng thân quốc thích, rất hứng thú với mấy vụ án dạo trước, nên là đặc biệt mời muội qua để kể cho mọi người nghe. Quỳnh nói hoàng hậu nương nương đặc biệt mời ta ư? Lẽ nào do ta liên tiếp phá được các vụ án kỳ lạ nên danh tiếng nhan xa truyền đến tay của hoàng hậu nương nương luôn rồi sao? Chứ gì nữa, đúng lúc hôm nay ta cũng phải đi dự tiệc, cùng đi thôi. Là bọn ta liên tiếp phá được các vụ án kỳ lạ. Ta đã là cộng sự của Cửu Nhi thì việc kể vụ án phải để hai bọn ta cùng kể. Nhưng hoàng hậu nương nương không nói là mời cả ngài, ngài đi thì không hay lắm nhỉ? Điện hạ, dù nhìn là biết Tuấn Dương gia đã có chuẩn bị từ trước, có lẽ lần này chúng ta lại thua rồi. Thua ư? Không thể nào. Hoàng hậu nương nương mở gia yến là vì nhớ người nhà ư? Gia yến năm nay có một lý do. Lý do gì mà khiến Tuấn Nhi thở dài thế? Hai người đi lấy thêm ít quýt lại đây. Tuấn ca ca thích ăn quýt nhất đấy. Vâng. Lý do tới rồi. Cửu Nhi, chút nữa nhất định cô phải cứu ta đấy. Tham kiến Dương gia. Tuấn ca ca, chút nữa nhất định cô phải cứu ta đấy. Tuấn ca ca, Tuấn ca ca, Tuấn ca ca, huynh có nhớ ta không? Ta nhớ huynh quá. Tại sao huynh không thơm ta? Hòa Âm, không được vô lễ. Có gì mà không được? Lúc nhỏ chúng ta đều thơm nhau suốt mà. Lúc đó muội mới 8 tuổi, khi ấy muội mới chỉ là cô nhóc thôi. Tuấn ca ca, lâu lắm rồi huynh không biết đường tới thăm ta. Đây là... Nếu không phải cô mẫu mở cung yến sớm thì tới hôm nay ta cũng không gặp được huynh. Quận chúa này không cần người khác đáp lời mà tự nói tự trả lời luôn. Còn nữa, gần đây ta nghe nói huynh cứ tới đất trai dễ suốt, ở đó toàn là đám đàn ông thô kệch, huynh không được tới đâu, nguy hiểm lắm. Hòa Âm, ta giới thiệu với muội nhé. Đây là tuần sứ của đất trai dễ, Tô Cửu Nhi tỷ tỷ. Quận chúa Hòa Âm, quá ra là cô. Ta còn tưởng cô là thiên tiên phương nào. Không những xuất thân không danh giá, trông thì bình thường, mà còn suốt ngày ở cùng với đám đàn ông kia, làm gì có vẻ của con gái chứ. Ta... Sao mà không có? Hòa Âm, không được vô lễ. Đúng là không hiểu tại sao cô mẫu đây nể mặt cô như vậy, còn mời cô tới tham gia cung yến. Cô mẫu của ta cũng thật là... Rõ ràng biết ta thích Tuấn ca ca mà. Cửu Nhi, cô thấy cô ấy khó xử lý cỡ nào chưa? Chút nữa cô cứ nói với cô ấy là ta thích người khác rồi. Huynh thích ai rồi ư? Ai thế? Cô. Ta ư? Huynh đừng đùa nữa. Hai người tại sao đứng gần nhau thế? Tách ra, tách ra. Ta cảnh cáo cô, tốt nhất là tránh xa Tuấn ca ca ra, nếu không ta cho cô biết mặt. Quận chúa Hòa Âm, thực ra Dương gia, thực ra Dương gia đã thích người khác rồi. Ai thế? Thì là
Hàn Tranh. Đúng, là huynh ấy. Tuấn ca ca, đây là tên người huynh thích ư? Là Hàn Tranh đó. Cô là Hàn Tranh à? Gọi ta làm gì? Ngươi đàn ông ư? Hòa Âm, đây là Hàn Tranh điện hạ và tướng quân Sắc Lang của nước Kỳ. Hai người Kỳ, sao lại tới tham gia gia yến của chúng ta? Cô đùa ta à? Sao Tuấn ca ca lại thích hắn được chứ? Gì cơ? Hôm nay cảm ơn huynh đã thuyết phục nương nương để ta và Hàn Tranh tới tham dự gia yến của các huynh. Thực ra cô không tới tìm ta thì vốn ta cũng định gửi thiếp mời cho cô. Là vì Tuấn Dương gia ư? Sao lại nói thế? Mọi người đều nhìn ra được là Tuấn Dương gia thích Cửu Nhi. Nhưng ta thấy trên lập trường của huynh thì chắc là không mong muốn hai người họ ở bên nhau. Dù gì hai người có thân phận quá khác biệt. Ta nghe nói nước Càn các huynh rất coi trọng môn đăng hộ đối. Huynh thương đệ đệ của mình nên không đành lòng chia rẽ hai người. Để Hàn Tranh tới phá đám là cách tốt nhất. Chuyện gì cô cũng nghĩ nhiều thế thì khổ lắm. Lẽ nào không phải ư? Chỉ là hôm nay có cô cống phẩm được vận chuyển quả tốc từ nước Nam đến đây. Ta nghĩ chắc chắn là cô chưa được ăn, nên muốn cho cô nếm thử cái mới thôi. Chỉ thế thôi sao? Còn cả rượu hoa quế mới ủ được đưa từ Lưỡng Hồ tới nữa, vừa hay có thể trung hòa hàng khí của cô. Ta cũng muốn chia sẻ với cô. Xem ra đúng là ta nghĩ nhiều thật rồi. Ta biết rất nhiều lúc cô rất khổ sở, cần phải cân nhắc, suy tính, suy xét rất nhiều. Nhưng ta vẫn mong là cô có thể thoải mái nhiều hơn, tự do nhiều hơn. Cảm ơn. Nhưng mà chuyện gấp đôi cống phẩm, thả hai tên mật thám đi thì thôi nhé. Thế thì sao mà được? Ta đã cử sứ thần tới Sóc Bắc đón người rồi. Nhưng sự thật chứng minh là Hàn Tranh chưa từng giết người, nên là điều kiện mà trước đó đã bàn đương nhiên sẽ không được tính. Nhưng huynh ấy bao che cho các dân sát thiếu chủ là thật mà. Ta đã đánh tiếng với bên chấp lục ti rồi. Nếu không cũng sẽ không dễ dàng miễn tội cho huynh ấy. Thế Hàn Tranh còn phá được vụ án thực dược mà. Đây là hai chuyện khác nhau, không thể gặp lại nói chung. Đây là cá kho tanh cho nhỉ? Trên đầu có một chấm tròn màu đỏ, đáng yêu ghê. Có thể bỏ việc gấp đôi cống phẩm, nhưng hai du sĩ kia thì vẫn phải trả. Mật thám thì là mật thám, nói du sĩ làm gì chứ? Cái này là để làm gì vậy? Tướng quân Sắc Lang, chúng ta vẫn nên nói về chuyện thả du, thả mật thám đi. Quỳnh nói với ta mà, thoải mái tự do hơn chút, bớt suy nghĩ đắn đo đi. Quỳnh còn chưa trả lời ta đâu. Đây là gì? Đây là bàn cờ của nước Càn bọn ta. Thế Quỳnh dạy ta chơi một ván đi. Được. Điện Thái Cực. Hàng điện hạ không nói nhiều, một nhát kiếm như thế này chặt đứt đôi tiêu bản của con hươu. Mọi người đoán xem tiếp theo thì sao nào? Làm sao? Còn làm sao được nữa? Lúc đó người không ở đấy ư? Một cái đầu tròn lăn lông lóc ra luôn. Cuối cùng cũng tìm ra cái đầu của Dương Kế Dung rồi. Xem kìa, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Thế này mà cũng được à? Trong phòng của Từ Hữu Đạo không chỉ giấu cái đầu của Dương Kế Dung, mà ngay cả hiện trường chết thảm của Dương Kế Dung cũng được ghi chép y hệt trong một bức tranh của hắn. Y hệt luôn nhé mọi người. Chắc chắn hung thủ là hắn. Đúng, bọn ta cũng nghĩ thế. Nhưng hắn sắp chết rồi. Hạ Dư Tần từng hỏi ta rằng
Nếu luật pháp công bằng thì có phải họ sẽ không bị ép tới bước đường này không? Ta nói với ông ấy rằng đương nhiên là luật pháp công bằng. Dù đó chỉ là những dòng chữ lạnh lẽo, nhưng chỉ cần tất cả chúng ta đều bảo vệ nó thì chúng ta có thể sống cuộc sống tốt hơn. Ta cũng sẽ suy ngẫm lại. Luật pháp đại càn nổi tiếng nghiêm minh, cũng cần không ngừng chỉnh sửa và không ngừng hoàn thiện. Bởi vì chỉ có như vậy mới ngày càng có nhiều người tin vào nó, bảo vệ nó. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Cũng như cô nương nói vậy, đã gợi ý cho ta một điều. Lần sửa đổi luật pháp trước đó đã là 20 năm trước rồi. Ta sẽ dâng tấu lên phụ hoàng. Cũng đến lúc đổi thay luật lệ đại càn rồi. Thái tử Điện Hạ minh giám. Tham kiến mẫu hậu. Hiền hầu gia đến. Cha ơi. Tham kiến hiền hầu gia. Cha ơi. Quả âm của ta. Cha, sao bây giờ cha mới tới? Lưng cha không được khỏe. Hiền hầu, sao lại tới muộn thế? Hoàng hậu nương nương, Ngô huynh tái phát bệnh lưng. Các vị, đừng trách. Đừng trách nhé. Chuyện này... Hoàng hậu nương nương, không phải nói là gia yến sao? Sao còn có người kỳ tham gia nữa? Họ là khách quý ta mời đến. Mau vào chỗ đi. Chúc hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Gia yến hôm nay mọi người không cần câu nệ lễ nghĩa. Hiền hầu, đích là huynh đến muộn, không được nghe câu chuyện của nhi cô nương kể. Không phải chỉ là những chuyện quan đường, người kỳ làm trong thành cổ tiêu sao? Ngô huynh đã nghe từ lâu rồi. Không được nói nhăng cội trước mặt khách quý. Ta nói sai sao? Đám người kỳ đó bản tính ngang ngược, rất khó quản lý. Nếu như mời bọn họ ra ngoài thì thành cổ tiêu Thái Bình rồi. Ca ca ta nói không giữ kẻ, các ngươi đừng có trách. May mà trong triều nước Càn đa số đều là người lòng dạ rộng rãi, hiểu rõ thị phi, nhìn được lỗi lầm của người kỳ, cũng không ngó lơ sự áp bức của người Càn, xử lý công bằng, không hề thiên vị. Giờ nói đến phân biệt thị phi rồi, thế mấy hôm trước cậu bao che hung thủ trên phố, gây sóng gió khắp thành, đây cũng là phân biệt rõ thị phi sao? Hình như hàng điện hạ cũng vào ngục vì lý do này nhỉ? Sao mới đấy mà đã ra rồi? Hàng Tranh, hầu gia, hàng điện hạ đã phá được vụ án thực dược bị treo 10 năm. Hơn nữa công tội bù trừ, đốc trai vậy đã khai trừ chức vụ của huynh ấy rồi. Xử phạt thế này nhẹ quá rồi. Là đốc trai vậy thiên vị, hay là một tuần sứ nhỏ như cô trái luật? Hầu gia, ngài cũng đánh giá cao năng lực của ta quá rồi. Ta không làm được thế đâu. Thế à? Ta còn nghe nói mối tình càng kỳ của các cô sôi sục khắp nơi rồi kìa. Hàng điện hạ, cậu xem, thật ra người kỳ các người cũng phong lưu đấy chứ. Tuy nói cả đời chỉ có một bạn đời, nhưng tình nhân thì có thể vô số. Không phải hàng điện hạ đến thành cổ tiêu chơi một chuyến, còn tìm được một nữ tử càng tộc bầu bạn sao? Thế ta cũng không ngại cho các người biết. Cô ấy là người ta thích. Cộng sự, cộng sự, trong lòng cô, chúng ta chỉ là cộng sự thật sao? Hầu gia, bọn ta chỉ là cộng sự tra án cùng nhau thôi. Ngài đừng nghe những lời đàm tiếu lan truyền ngoài đường. Nhưng ta nghe nói cổ cửu, người không biết đấy thôi. Cửu nhi cô nương không phải như cổ cửu nói đâu. Trong thành cổ tiêu này có nhiều người ngưỡng mộ quấy lắm. Ví dụ như con.
Quỳnh... Tuấn Nhi, Quỳnh nói dớ dẫn gì đấy? Dễ dàng cho cô chứ sao? Sao Quỳnh có thể nói đùa như vậy chứ? Sao Quỳnh có thể thích nha đầu này được? Ta thà để Quỳnh thích Hàn Tranh còn hơn. Hòa Âm, tính của Tuấn Nhi mọi người đều hiểu mà. Trước giờ nó vẫn tán thưởng người có tài. Được rồi, bổn cung nghe chuyện xong cũng thấy thương cảm. Đổi sang ít ca múa cho đỡ buồn đi. Đại điện hạ. Hoàng hậu nương nương, khởi bẩm đại điện hạ, ngoài bến tàu có chuyện rồi. Tàu Tinh Dạ gặp chuyện rồi. Hình như liên quan tới yêu quái biển. Yêu quái biển, yêu quái biển ư? Yêu quái biển ẩn hiện. Yêu quái biển. Con thuyền này thật sự giống hệt như trong giấc mơ của ta, nhưng ta chưa từng đến thuyền này bao giờ. Tham kiến Thái tử Điện Hạ. Hồ Đại Nhân, tình hình thế nào rồi? Thái tử Điện Hạ, hơn 100 người tinh tàu tinh dạ này đã biến mất một cách khó hiểu, thậm chí không có một dấu vết đánh nhau nào. E là bọn họ bị yêu quái biển bắt đi thật rồi. Rốt cuộc yêu quái biển mà bọn họ nói đến là thế nào vậy? Mấy năm trở lại đây, cứ một thời gian là lại có một con thuyền đi thì đầy ắp, nhưng lại trở về không người. Thỉnh thoảng cũng có vài người sống sót. Họ nói là nghe thấy tiếng hát của yêu quái biển. Yêu quái biển đó trông thế nào? Không ai biết được. Những người sống sót này nói lúc đó bọn họ đều nhắm mắt, không nhìn thấy hình dáng của yêu quái biển, nên yêu quái biển mới tha cho họ. Chỉ cần mở mắt nhìn thì đều bị yêu quái biển bắt đi hết. Chẳng lẽ yêu quái biển này xấu xí quá mức nên mới không dám gặp ai? Hàn huynh nói nhỏ thôi, đừng để yêu quái biển nghe thấy. Ngươi sợ như thế còn đến đây làm cái gì? Không phải là điều tra sao? Đôi tay ở trong mơ hình như không phải tay của mình. Nhà nào nhà nấy đều mất tích hết. Nhà nào cũng có, toàn là trai tráng, không sót ruột sao được? Con của ta, người xem ông cụ kia sót ruột kìa. Con của ta, sao vẫn chưa về thế? Con của ta, người nói xem phải làm thế nào đây? Nghiệp chướng mà, nói xem bọn họ cứ đợi tới sóc bắt làm gì chứ? Con thuyền này là thuyền lái tới sóc bắt à? Đúng vậy. Vậy nên đa phần người mất tích đều là người kỳ. Thái tử Điện Hạ, yêu quái biển trở lại, chắc chắn người dân trong thành của Tiêu sẽ hoảng sợ. Chi bằng làm như mấy năm trước, mời pháp sư đến làm phép mới xoa dịu lòng dân. Nghe thấy sao? Cứ làm theo lời ngươi đi. Không đúng, không phải yêu quái biển. Không phải yêu quái biển ư? Cửu Nhi, cô có phát hiện gì sao? Quận chúa giá đáo. Tôi tuần sứ ở đây à? Có điều tra được manh mối gì không? Hòa Âm, muội tới đây làm gì thế? Vị này chính là Tô Tuần Sứ nổi tiếng của đất Trai Vệ. Mọi người đã nghe tên quái chưa? Đương nhiên rồi, có ai không biết Tô Tuần Sứ chứ? Tô Tuần Sứ là tuần sứ nổi tiếng ở thành Cổ Tiêu chúng ta đấy. Cặp cộng sự càng kỳ của cô ấy với Hàn thiếu chủ không ai sánh bằng, là cặp đôi ông trời tác hợp. Chỉ cần là nơi có Tô Tuần Sứ thì không có vụ án nào quái không phá được. Cho dù là yêu quái biển làm loạn, quái cũng có thể bắt về quy án. Mọi người thấy có đúng không? Đúng đúng đúng, có Tô Tuần Sứ ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nghe đi, đây là ý kiến của mọi người đấy, họ đều đang mong cô phá án. Tô Tuần Sứ. Đúng đúng đấy, Tô Tuần Sứ. Hòa Âm, đừng làm loạn, lại đây. Tô Tuần Sứ, Tô Tuần Sứ, ta cầu xin cô giúp đỡ bọn ta. Xin cô nhất định phải bắt được yêu quái biển. Chồng của ta ở trên thuyền, chỉ khi bắt được yêu quái biển chàng mới có thể trở về.
còn ta nữa, còn ta nữa. Con ta cũng ở trên thuyền. Xin cô, nhất định phải bắt yêu quái biển giúp bọn ta. Đứng dậy đã. Đứng dậy đã, xin cô. Đứng dậy đã, xin cô. Được. Mọi người yên tâm đi. Đốc trai dạy bọn ta nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm người thân về giúp mọi người. Cho dù hắn là yêu quái gì, nhất định sẽ có manh mối để tìm. Đều tại Hòa Âm không hiểu chuyện, gây rắc rối bừa bãi gì không biết. Nếu không, cô cũng không phải nhúng tay vào vụ án này. Đừng nghĩ nhiều, là chính Cửu Nhi muốn điều tra vụ án này. Cho dù không có Hòa Âm, ta cũng muốn điều tra vụ án này. Cũng phải. Cửu Nhi của chúng ta rất hiếu kỳ, chắc là cũng muốn xem yêu quái biển trông thế nào, đúng không? Cửu Nhi của chúng ta ư? Ngươi thực sự nghĩ là có yêu quái biển gì đó thật à? Trên thế giới này đã có người kỳ rồi, sao không thể có yêu quái biển? Ngươi có ý gì? Nói bọn ta là yêu quái đúng không? Hạng huynh, huynh xem huynh lại cực đoan rồi. Ý của ta là thế giới vô biên không gì là không có. Đúng, đúng rồi đấy. Ta là tên yêu quái cực đoan đây. Làm sao hả? Ơ hay, vậy nếu huynh, được rồi. Hai người đừng cãi nhau nữa, ồn chết đi được. Đúng thế, ồn ào cái gì chứ? Mệt cả ngày rồi, mau đi ăn cơm thôi. Cửu Nhi, trước mặt chính là Đắc Nguyệt Lâu rồi. Khoan đã, đúng là đã đến giờ ăn cơm, nhưng đâu có nói là sẽ đến Đắc Nguyệt Lâu, thì cũng đã đến nơi rồi mà. Kỳ Dị Hiên ở ngay phía trước, Đắc Nguyệt Lâu ở ngay bên cạnh, thế thì đã sao? Được, để công bằng, chúng ta giơ tay biểu quyết được không? Ai đồng ý ăn ở Đắc Nguyệt Lâu giơ tay. Đến Kỳ Dị Hiên. Hàng huynh, lần này ta không nhường huynh nữa đâu. Ta chắc chắn sẽ ăn ở Đắc Nguyệt Lâu. Vậy ngươi đi một mình đi, ta đưa Cửu Nhi tới Kỳ Dị Hiên ăn. Đi Cửu Nhi, tới Đắc Nguyệt Lâu. Đừng, hai người im đi có được không? Nghe ta nói đây, có hai việc. Thứ nhất, ta điều tra vụ án Tào Tinh Dạ này không phải là vì yêu quái biển, mà là vì ta đã mơ một giấc mơ. Trong mơ có một chiếc thuyền giống Tào Tinh Dạ y như đúc, cũng gặp chuyện vì yêu quái biển. Thứ hai, để công bằng, hôm nay ăn ở Đắc Nguyệt Lâu, lần trước ăn ở Kỳ Dị Hiên rồi, cứ quyết định vậy nhé. Đi. Đi thôi. Đi thôi, Đắc Nguyệt Lâu. Cô nói là cô đã mơ thấy Tào Tinh Dạ, Mục Viên cũng ở trong đó ư? Ta cũng không chắc chắn, rốt cuộc đó có phải Mục Viên không? Hơn nữa thân hình của hắn cũng gần như giống hệt Mục Viên mà ta đã nhìn thấy trước kia. Ban đầu lúc vừa nghe nói đến yêu quái biển, ta tưởng chỉ là sự trùng hợp. Nhưng lên thuyền rồi ta mới phát hiện ra, tất cả mọi chi tiết trên đó đều khớp với tất cả mọi thứ trong giấc mơ của ta. Thế này không phải kỳ lạ quá sao? Đúng vậy. Chẳng lẽ là... cái gì? Đá Kỳ Nguyên. Đá Kỳ Nguyên ư? Ngươi còn biết gì nữa? Trước kia huynh trưởng từng nói với ta, dùng đá Kỳ Nguyên không chỉ có thể có được năng lực của người kỳ trong thời gian ngắn, mà còn có thể đạt được một vài hiệu quả đặc biệt. Huynh nói hết một lần luôn có được không? Cái gì đặc biệt cơ? Được được, chính là cô sẽ kết nối cảm xúc với người kỳ, sau đó cô sẽ liên tục nằm mơ thấy người đó. Cô còn có thể mơ thấy cảnh tượng người đó đang trải qua, người đó cũng biết cô mơ thấy những gì. Chính là vậy đấy. Ý huynh là ta đã dùng đá Kỳ Nguyên của người kỳ nào đó trên Tào Tinh Dạ, nên có thể nhìn thấy tất cả những cảnh tượng hắn nhìn thấy ư? Bảo sao, ta cảm thấy đôi tay ta nhìn thấy trong giấc mơ lúc đó hình như không phải tay ta. Vậy là tay ai? Sao tay trong mơ không bong bong nhỉ? Mũi của người kỳ các huynh tại sao lại nhảy thế? Ta không chỉ từng mơ thấy Tào Tinh Dạ, ta còn từng mơ thấy huynh, hơn nữa còn thấy rất nhiều lần. Đúng rồi. Vậy là gì cô đã uống đá Kỳ Nguyên của huynh ấy chứ gì nữa? Cái gì? Chuyện này phải cảm ơn sự giúp đỡ của Tuấn Dương gia. Nếu không làm sao có thể thần không biết quỷ không hay mà uống vào chứ? Cái gì? Dừng, ta đơn thuần chỉ là muốn tốt cho cô thôi. Chính là huynh ấy suốt ngày muốn khiến cô mơ thấy huynh ấy. Chính là huynh ấy. Rốt cuộc hai người đang nói gì vậy? Dạo này ta đã học được một câu tiếng Càn, lấy dạ tiểu nhân, độ lòng quân tử. Chính là nói ngươi phải không? Đo Hàng huynh, là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Ta không quan tâm là đo hay độ gì, ta nói thế nào thì là chính là điện hạ, chính là đo. Chuyện đêm nào ta cũng mơ thấy huynh, là vì ta uống đá Kỳ Nguyên của huynh à? Vậy mỗi lần ta ở trong giấc mơ có huynh thì huynh đều có thể nhìn thấy, đều có thể nghe thấy. Huynh biết hết mọi việc à? Đây
giới. Cô đi đâu thế? Mất mặt quá. Hai người đừng có đi theo ta. Tôi của Nhi. Sao Cửu Nhi lại chạy mất chứ? Có phải cô ấy giận ta không? Chắc chắn rồi. Cũng chỉ có trong giấc mơ cô mới ngoan ngoãn thế này phải không? Huynh nói gì cơ? Không có gì. Dù sao bây giờ cô ở trong mơ, chúng ta cứ yên tĩnh ở bên cạnh nhau thế này một lát đi. Huynh đấy, ở trong giấc mơ lại dịu dàng như thế. Khắc cáp, khắc cáp. Liệu sau này cô ấy có mặc kệ ta luôn không? Có thể. Ta phải làm thế nào đây? Nếu huynh là giả thì chi bằng để ta luyện tay đi. Chưa biết chừng sau này lúc ta lừa huynh, có thể mặt không đỏ, tim không đập nhanh được không? Được, luyện đi. Ôi trời ơi, trời ơi, sao mình có thể nói với huynh ấy những lời ngu ngốc thế chứ? Tôi rồi, tôi rồi, tôi rồi. Giờ thì không còn mặt mũi gặp hàng canh nữa. Mặc dù Cửu Nhi không để ý đến ta, nhưng ta có thể chủ động đi tìm cô ấy mà, đúng không? Phải rồi. Ngươi hẹn xuất nàng lúc nào thế? Bỏ đi. Ngươi ứng phó giúp ta chút nhé. Đi đâu thế? Ta không làm gì cả. Vận động gân cốt chút thôi. Tìm ta có việc gì? Việc quan trọng. Ta đã đọc bản chữ càn rồi. Hồi đấy còn chưa có bản song ngữ nữa. Ta còn có việc. Thật sự không ngờ, quá ra liều thuốc Tuấn Dương gia đưa mẹ lần trước lại là đá kỳ nguyên của hàng điện hạ. Mẹ, mẹ còn nói nữa à? Mẹ và Tuấn Nhi lại đến lúc bỏ thuốc con. Bỏ thuốc gì chứ? Nói khó nghe thế. Đúng rồi mẹ, mẹ mua lọ đá kỳ nguyên đó ở chợ Người Kỳ. Có phải có một người Kỳ có ba vết sẹo trên mặt bán cho mẹ không? Ba vết sẹo gì chứ? Chỉ là một người già thôi. Cậu đã mơ thấy gì về hàng điện hạ thế? Cũng không có gì. Mẹ, sao mẹ lại nói chen rồi? Con đang hỏi mẹ chuyện của người có ba vết sẹo mà. Không có, không có. Suốt ngày nói với mẹ về ba vết sẹo, mẹ đang nói với con về hàng điện hạ cơ mà. Trước kia mẹ còn lo thuốc 20 lượng được một lọ nhỏ, mẹ có đập nồi bán sắt cũng không mua nổi. Bây giờ xem ra cần gì tiền nữa chứ? Chỉ cần có hàng điện hạ là được rồi. Mẹ, con nói mẹ nghe nhé. Con làm gì đấy? Mẹ đừng có làm gì con ấy đấy. Đừng có nghịch. Cửu Nhi, lúc trước mẹ thật sự lo lắng hai đứa sẽ không có kết quả. Mẹ có ý gì thế? Vậy bây giờ ý mẹ là mẹ thấy bây giờ có thể có kết quả à? Con nghĩ gì thế? Càn tộc và kỳ tộc không thể liên hôn được đâu. Nó là một điện hạ kỳ tộc, con còn mong nó lấy con chắc. Thế mẹ nói gì vậy? Không có kết quả thì không có kết quả thôi. Giữ mạng mới là quan trọng nhất. Cô cũng cho rằng Cửu Nhi mơ thấy Tạ Tinh Dạ cũng là do một viên quý làm sao? Giống những vụ án lúc trước. Có lẽ lần này cũng là một viên đang dẫn dắt huynh điều tra chuyện yêu quái biển. Sau khi rời khỏi hoàng cung, ta đã cất công điều tra một lượt, phát hiện không chỉ có tàu Tinh Dạ. Trước khi mỗi lần tàu thuyền xảy ra chuyện đều là trên đường thủy qua lại giữa Sóc Bắc và thành Cửu Tiêu. Người mất tích đa phần cũng là người Kỳ. Vậy tức là
đây lại là một vụ án nhắm vào người Kỳ. Có lẽ đây chính là lý do Mục Viên dẫn dắt huynh ra án. Chỉ là ta không hiểu tại sao huynh ấy không xuất hiện nói rõ mọi chuyện mà phải cố làm ra vẻ quyền bí như thế. Ta luôn cảm thấy Mục Viên đang bày bố một chuyện lớn. Huynh ấy muốn kiểm soát mọi việc chứ không phải thương lượng với chúng ta. Có lẽ chuyện này có liên quan nhất định đến việc huynh ấy đánh cắp mồi lửa. Vậy nếu chúng ta đi theo sự bố trí của huynh ấy, thực sự có thể tìm thấy mồi lửa sao? Ta giống huynh, ta không tin Mục Viên sẽ khiến cả Kỳ tộc rơi vào cảnh nguy hiểm. Hy vọng là vậy. Sắc Lan, nếu như ta có thể tìm lại mồi lửa, có phải ta có thể không làm vua của Kỳ tộc nữa không? Huynh nói gì cơ? Huynh là con trai duy nhất của Tuyết Kỳ Dương. Huynh không làm vua Kỳ thì ai làm? Cô, Huynh điên rồi. Sao bọn họ có thể tin tưởng thuần phục một nữ tử như ta tiếp quản nước Kỳ chứ? Hàn Tranh, ta luôn tin rằng huynh không phải một người làm việc theo cảm tính. Bình thường không nghiêm túc thì không nói làm gì. Nhưng huynh sẽ không vì Tô Cửu Nhi mà bỏ mặc cả Kỳ tộc. Đến lễ Huyền Đông, huynh nhất định sẽ về, đúng không? Ta sẽ về. Hơn nữa, ta sẽ dùng cách thức của mình để đánh bại tất cả mọi người. Nhưng mà ta cũng sẽ tuyên bố với cả tộc rằng ta muốn ở bên Cửu Nhi. Ta có thể buông bỏ ngôi vua của Kỳ tộc. Huynh điên rồi. Vì một Tô Cửu Nhi mà huynh điên thật rồi. Giành lại mồi lửa giống là chuyện ta phải làm, nhưng ngôi vua này không phải lựa chọn của ta. Rốt cuộc bắt đầu từ khi nào huynh ấy không còn là Hàn Điện Hạ luôn sĩ mặt lạnh lùng hung dữ nữa nhỉ? Một người chán ghét người càng như thế mà lại đưa đá kỳ nguyên của mình cho ta, chắc là huynh ấy cũng thích ta nhỉ? Nếu huynh ấy không về làm vua Kỳ thì tốt biết mấy. Tôi cũng nhi, rốt cuộc mi đang nghĩ gì thế? Mi chỉ là một tuần sứ nho nhỏ, chẳng có gì, lại còn đoản mệnh mà thôi. Dựa vào đâu mà bắt người ta từ bỏ mọi thứ gì mình? Nhưng mà hai người đã không thể đến với nhau thì tại sao còn để ta gặp huynh ấy chứ? Nhưng nghĩa phụ nói rồi, tâm đầu ý hợp mới là quan trọng nhất. Những vấn đề khác đều không phải là vấn đề. Đúng vậy. Nha đầu, nghĩa phụ nói con hay. Người càng người Kỳ, thân phận địa vị gì đó đều không phải vấn đề. Trên đời này, con thích người ta, người ta thích con mới là chuyện quan trọng nhất, hiếm có nhất. Nghĩa phụ ủng hộ con. Nhưng nghĩa phụ à, nghĩ vậy liệu có ích kỷ quá không? Cha thường nói với con là thuyền to chở nặng, ngựa khỏe đi đường xa. Con cũng không thể bắt huynh ấy bỏ tất cả để ở bên con được. Đúng vậy, trên đời có rất nhiều việc còn quan trọng hơn hai bên tâm đầu ý hợp. Con hy vọng Hàn Tranh ở bên con, nhưng ở Sóc Bắc, phụ thân hắn, người trong tộc hắn đều chờ hắn trở về, thực hiện nghĩa vụ mà người làm con trai của vua Kỳ như hắn nên làm. Trên đời này có rất nhiều người sẽ buông bỏ tình cảm cá nhân để tác thành cho tình yêu lớn lao. Lão già này, ông đẹp trai thì đẹp trai, nhưng vấn đề này ta phải phản bác ông. Tình yêu lớn lao, tình cảm cá nhân gì chứ? Ta mặc kệ, Cửu Nhi nhà chúng ta hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Ông im đi. Lẽ nào ông còn không hiểu Cửu Nhi à? Cho dù Hàn Tranh từ bỏ tất cả, nhưng trong lòng Cửu Nhi, nó thực sự sống tự do, sống thoải mái được sao? Tức chết mất. Nghĩa phụ, cha, con bỗng cảm thấy
lời mẹ nói mới là đúng. Con và huynh ấy không thể đến với nhau được. Con chưa từng nghĩ trong cuộc đời ngắn ngủi của con lại gặp được một người mà huynh ấy cũng thích con. Con cũng thích huynh ấy, được huynh ấy bảo vệ, quan tâm. Hình như con trở nên ngày càng dũng cảm, ngày càng tự tin hơn rồi. Con nghĩ nhiều như vậy làm gì chứ? Nhân lúc huynh ấy còn ở đây, con nên trân trọng mỗi một ngày tiếp theo. Mọi người thấy sao ạ? Mẹ con nói đúng. Cửu Nhi, mẹ, sao mẹ còn chưa ngủ? Cửu Nhi, mẹ vừa mới nhớ ra một chuyện. Mẹ tìm con mãi, quá ra con ở đây à? Chuyện gì à? Phía Tây Thành có một bà đồng, mấy hôm trước đến nhà chúng ta bốc thuốc. Bà ấy cứ lẩm bẩm nói. Nói gì mà mơ một giấc mơ, thấy một con thuyền xảy ra chuyện. Hơn nữa còn nói đây là điềm báo của ông trời.